Nhìn thấy slide chưa? Anh nghỉ hát buổi rồi á, đấy là do anh, không phải là do em. Anh nghỉ, đấy là anh bị mất quyền lợi. Anh nghỉ là mất quyền lợi nha. Bởi vì sau này khi một cái khóa mới vào nữa thì em mới dạy lại từ đầu á. Thì cái bài mà chúng ta học, bài đầu tiên đó chính là cái trendline kháng cự và hỗ trợ cơ bản. Đây là cái cách mà chúng ta sử dụng trendline này. Trendline là nó nối qua đỉnh và đỉnh, đáy và đáy và các đỉnh đáy của thị trường để làm gì? Để xác định được à hiện tại thị trường nó đang ở cái xu hướng gì, tăng, giảm hay là xu hướng sideways. Mọi người có thể nhắc được lại cho em là xu hướng tăng thể hiện như thế nào, xu hướng giảm thể hiện như thế nào và xu hướng sideways thì là nó như thế nào. Mọi người hãy comment để nhớ bài lại nha. Hôm nay chúng ta sẽ reset lại cái bài 1 và sau này chúng ta sẽ không nói về bài 1 nữa và sẽ sang bài 2 tiếp theo nha. Mọi người có thể comment nhé. Thế nào là thể hiện một xu hướng tăng, thế nào thể hiện một xu hướng giảm và xu hướng sideways là một cái xu hướng như thế nào? Mọi người comment để nhớ bài nào. Xu hướng tăng đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Ok. Tăng đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. À, và có một cái nốt của xu hướng tăng và xu hướng giảm, xu hướng sideways để xác định được một xu hướng thì bắt buộc trendline nó phải đi qua bao nhiêu điểm. Anh em phải luôn nhớ nhé. Không phải là lúc nào chúng ta có thể xác định được đâu. Chúng ta phải ghi rõ ra nha. Để xác định được thì trendline nó phải đi qua bao nhiêu điểm. Để chúng ta xác định như thế nào. Đi qua ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy chính xác. Đi qua ít nhất 2 điểm chính xác luôn. Chính xác. À, đó là một xu hướng tăng. À, bây giờ chúng ta sẽ gõ lại là xu hướng giảm là một cái xu hướng như thế nào. Chúng ta phải viết ra nha. Để nốt lại. Để chúng ta nhớ bài học nào. Một lần ghi sẽ là một lần nhớ bài. Mọi người đừng có khinh thường những cái đơn giản này. Vì nếu như anh em mà để ý là chúng ta đi học vẽ đúng không? Cái bài hay chúng ta phải vẽ về quả trứng gà rất là nhiều. Vẽ mà cảm giác như kiểu là ngày cũng phải vẽ cái quả trứng gà ấy, không biết là vẽ quả trứng gà để làm gì. Giống như là ngày xưa em có đi học mà học nheo ấy. Em nhặt ra tay ấy mọi người, không được nhặt trên da đâu mà bọn em phải nhặt quả chanh ấy. Ngồi cứ nhặt cái vỏ quả chanh ấy mọi người ạ. Nhặt không biết bao nhiêu cái vỏ quả chanh sau đó mới thực hiện được trên cái trên tay ấy. Thì thế nên là khi mà mình học cái này ấy, thì chúng ta phải luôn nhớ những cái nền tảng. Đây nó là cái nền móng cho những cái sau này chúng ta giao dịch. Cái nền mà nó không, cái móng mà không chắc thì sau này thì chúng ta cũng không giao dịch được đâu. Bởi vì em biết có rất là nhiều người thậm chí là còn chưa rõ được cái xu hướng của thị trường là gì. Khi mà chưa rõ được xu hướng của thị trường thì chúng ta không thể nào mà giao dịch được đâu. Xu hướng giảm đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Ok, đi qua hai điểm, đỉnh sau thấp hơn, cao hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Còn xu hướng sideways là xu hướng như thế nào? Xu hướng sideways đi ngang là xu hướng như thế nào? Mọi người comment nhé. Comment cho nó nhớ bài ấy. Nên comment. Và khi mà chúng ta học ấy, và chúng ta comment như thế này ấy, thì làm sao chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ hấp thu cái bài học tốt hơn đúng không? Hơn là chúng ta ngồi thụ động một mình mà nhìn lên cái màn hình và nghe em nói không thì cảm giác nó rất là buồn ngủ ấy. Đó. Nên là chúng ta nên vận động tay chân một tí bằng cách đó là comment, trả lời những câu hỏi, suy nghĩ động não một tí. Thế là chúng ta cảm thấy là cái bài học này nó cảm thấy nó có hứng thú hơn. Hứng thú hơn thì tất nhiên là chúng ta sẽ ngấm vào đầu hơn mà. Đỉnh và đáy sau cộng bằng sau bằng nhau không đúng nhá, sai rồi nhá. Đỉnh và đáy sau, đáy trước, đỉnh đáy trước cộng với đáy sau bằng nhau là sai rồi nhá. Sai quay là đi trong đường kháng cự và hỗ trợ. Sai quay ấy, là đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước nhưng mà đáy sau nó có thể thấp hơn đáy trước. Hoặc đỉnh sau có thể thấp hơn đỉnh trước nhưng đáy sau có thể cao hơn đỉnh, cao hơn đáy trước, chứ không nhất thiết là phải phải bằng nhau nha mọi người nha.
nếu mà nghĩ nó bằng nhau ấy, thì chúng ta thấy khung D của con Bitcoin này không hề phải là sideways nha, đúng không nào? Đấy, bởi vì nó có bằng nhau đâu, đỉnh sau này cao hơn nhưng mà đáy sau của nó lại thấp hơn đáy trước này, đó, làm sao mà bằng nhau được? Giảm đỉnh và đáy thấp hơn đỉnh trước, đáy sau cao thấp hơn đáy trước, xác định qua đường trendline với hai điểm hoặc qua con sóng, chính xác rồi. Nó hỏi ra mới thấy chúng ta đang bị sai rồi đây này. Nó sideways trong đường kháng cự và hỗ trợ, chính xác. Nó ta biết là nó sideways trong đường kháng cự hỗ trợ rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải nhìn nó như thế nào cho nó chính xác nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái khung D để chúng ta làm bài tập. Khi mà chúng ta xác định được đường trendline, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái xu hướng giảm, đúng không nào? Chẳng ai nói là khi mà bảo là đây là một cái xu hướng tăng cả. Ok chưa? Bởi vì sao? Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước mà chúng ta có thể nhìn rõ là đáy sau nó đã thấp hơn đáy trước như thế này rồi, thì chúng ta sẽ biết được đây đó chính là cái xu hướng giảm rồi. Đây là xu hướng giảm nha. Được chưa nào? Đó. Nhờ có đường trendline chúng ta có thể xác định được đây là một xu hướng giảm. Và nhờ có đường trendline chúng ta sẽ biết được cái vùng nào đó là cái vùng break ra khỏi cái xu hướng giảm này. Đây. Cái vùng này đó chính là cái vùng break ra khỏi cái xu hướng giảm, đúng chưa nào? Đây chính là vùng breakout này, hay gọi là phá vỡ giả này. Đó, đây là vùng phá vỡ giả ra khỏi cái xu hướng giảm đó. Và bây giờ chúng ta phải quan sát ở cái khu vực phá vỡ giả này. Một là nếu như nó đóng nến bên trên này thì thôi, đó chính là phá vỡ giả. Còn nếu như nó rút chân và nó đóng nến bên dưới cái đường hỗ trợ này thì đây nó là phá vỡ thật nha mọi người nha. Đây là chúng ta phải quan sát rất là nhiều ở cái khu vực này. Cái khu vực này nó sẽ giống y hệt như cái khu vực này của H1. Nếu mà chúng ta không để ý là chúng ta sẽ rất là dễ bị lừa. Chúng ta không để ý là chúng ta sẽ rất bị lừa trong thị trường này. Và khi mà những cái cú lừa này nó khiến cho chúng ta mất tiền. Đây. Cái vùng này nó giống như cái vùng này, anh em có thể thấy không nào? Đây. Khi mà cái cây H1 này nó đóng, nó sideways khu vực này và nó đóng một cái cây nến trên này, thì rất là nhiều người nghĩ là nó test lại vùng 35.600 này chúng ta vào long, đúng không nào? Nhưng không, mọi người có thể thấy này, nếu chúng ta không đợi đóng nến và chúng ta đã limit luôn một cái lệnh ở khu vực này này, bởi vì mọi người xác định là đây khu vực trước này nó là một cái gì đây ạ? Đây là cái hộp trước đó, đúng không ạ? Phá khỏi hộp này, đợi test lại, limit luôn thẳng một cái lệnh khi nó chạm khu vực này đã nhảy vào, chúng ta đánh rồi và chúng ta không chờ cái lệnh cái nến của nó đóng ấy, thì rất có thể là chúng ta sẽ bị long một cái lệnh ở trên đỉnh ở khu vực này đó. Chúng ta sẽ bị long một cái lệnh ở trên đỉnh khu vực này nha. Và chúng ta sẽ quay sang cái khung H4. Tại sao ở cái khu vực này thì em mẹ không báo cho anh em short? Bởi vì sao? Nếu như muốn short ấy, chúng ta phải đợi đóng nến, đúng không nào? Nhìn ở khu vực này rồi nhá. Mình thấy là nó đóng nến bên dưới hỗ trợ rồi, nhưng mà cái cây nến xác nhận này, mọi người có thể thấy này, nó lại đóng ở bên trên cái đường hỗ trợ này. Nếu như chúng ta chỉ có thể short nếu như nó đóng nến bên dưới nhá. Còn nếu đóng nến bên trên này thì chúng ta không thể short được, bởi vì nó sẽ một cú lừa y hệt như cái khu vực H1 ở trên này. Đây, bài học rất là đắt giá nếu như mà chúng ta vội vàng và chúng ta nhảy và chúng ta long, đúng không nào? Đây. Chúng ta mà long đây có phải chúng ta đang long ở đỉnh không nào? Anh em thấy đúng không ạ? Còn nếu mà sang H4, nếu ở cái khu vực này mà chúng ta không để ý, chúng ta không đợi đó, không đợi đóng nến thì chúng ta short ấy, thì ở cái khu vực short này ấy, rất có thể nó sẽ giật lên đây, nó giật lên trên này, thì có phải khu vực này chúng ta đang bị short ở khu vực đáy không nào? Đó. Anh em đã nhận ra những cái bài học mà thị trường nó đã cho chúng ta chưa? Anh em nhận ra cái bài học mà thị trường nó cho chúng ta chưa ạ? Đó, ở khu vực này y hệt như khu vực H1 mà thôi. Em chúng ta phải chờ đợi. Khi mà nến nó đóng như thế này rồi, phải đợi cái cây nến này nó đóng như thế nào đã. Chứ chúng ta không nên vội vàng để chúng ta vào lệnh, mà chúng ta sẽ bị phạm sai lầm rất là lớn nha. Ok, và khi mà chúng ta nhìn được một cái xu hướng giảm như thế này rồi, thì cái công việc mà chúng ta làm gì? Công việc chúng ta làm gì? Đợi nó chạm ở khu vực kháng cự như thế này. Xác định được một cái xu hướng giảm rồi, đúng không nào? Chạm kháng cự bên trên thì chúng ta nên ưu tiên short. Anh em nhớ này, mình sẽ ghi ra đây. Trong một xu hướng giảm nhá, anh em nhớ này, trong một xu hướng giảm nên ưu tiên lệnh short. Bởi vì sao? Trong một cái xu hướng giảm, chúng ta biết được một cái xu hướng giảm nó đang đi như thế này rồi, thì chúng ta nên ưu tiên lệnh short. Bởi vì sao? Bởi vì cái biên độ của cái lệnh short nó sẽ làm sao? Nó sẽ tốt hơn cái biên độ của cái lệnh long. Và cái tỷ lệ mà nó bị phá ở cái khu bên dưới này nó sẽ cao hơn, mà chúng ta nên ưu tiên lệnh short nha.
Nên khi mà chúng ta tìm được một cái name giảm như này rồi thì chúng ta cứ chờ đợi những cái lệnh short như thế này. Đó, nó chạy trong một cái name giảm thì chúng ta nên ưu tiên những cái lệnh short hơn là cái lệnh long. Lệnh long chúng ta chỉ nên vào khi mà nó chạm phải cái vùng hỗ trợ bên dưới mà có cái entry vào lệnh thì chúng ta mới nhảy vào chúng ta long mà thôi. Còn nếu không thì trong một xu hướng giảm thì phải ưu tiên lệnh short nha. Em nhớ cái lưu ý này nhá. Tức là một cây nến đóng trên dưới đường kháng cự thì chờ đóng nến cây tiếp, đúng không ạ? Chính xác luôn, phải chờ đóng một cái cây tiếp. Và nếu mà chúng ta giao dịch luôn ấy thì nó khá là vội vàng, bởi vì có rất là nhiều các cú nó phá vỡ giảm, nó lừa chúng ta. Và em cũng có kể cho anh em một cái cú phá vỡ giảm của cái con US30 và nó đã lừa em mà em bị mất 3.000 đô. Có kể rồi đúng không nào? Đó, nên là ở khu vực này chúng ta nên chờ đợi. Khi chờ đợi thì nó sẽ kiên nhẫn hơn, chờ tốt hơn. Đây là một cái mẹo giao dịch nhá. Trong một xu hướng giảm nên ưu tiên lệnh short, đừng ưu tiên lệnh ta nhìn đây trong khu vực này. Chúng ta nên ưu tiên lệnh short nha. Lệnh short thì chúng ta sẽ ăn được ok hơn, nhiều hơn. Tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm ở cái xu hướng tăng. Trong một xu hướng tăng như thế này, trong một xu hướng tăng thì chúng ta sẽ ưu tiên lệnh long lên. Bởi vì sao? Trong một xu hướng tăng, nếu mà chúng ta có lỡ, chúng ta long ở trên đỉnh này này thì chúng ta còn có thể về bờ, được chưa nào? Nhưng mà nếu mà chúng ta đi short ở khu vực này ấy, có thể ăn ở đây, nhưng mà hoàn toàn là sau đó nó luôn tạo những cái xu hướng cao hơn. Thì anh em lưu ý này, trong một xu hướng tăng nên ưu tiên lệnh long. Trong một xu hướng tăng nên ưu tiên lệnh long. Đó, trong một xu hướng tăng của chúng ta đã xác định được à đây là một cái xu hướng tăng rồi. Xu hướng tăng chính của H4 hoặc là khung D thì chúng ta nên ưu tiên những cái lệnh long của chúng ta, hạn chế những cái lệnh mà chúng ta short xuống thôi. Anh em đồng ý không nào? Đây. Nó chạy xuống bên dưới, khu vực bên dưới này. Trước đó nó chưa có ở cái vùng này thì mình sẽ kể lại nha. Nó chỉ có ở khu vực này thôi. Thì chúng ta nên ưu tiên lệnh long khi nó chạm ở cái khu vực. Ví dụ như là chúng ta có lỡ long ở khu vực này này. Chúng ta có lỡ long ở khu vực này này. Ta có lỡ long ở đây này. Chúng ta có lỡ long ở đây này. Hay là chúng ta có lỡ long ở những cái vùng đáy mà nó tạo ra này. Hay lỡ long ở khu vực này này. Đó. Thì làm sao? Chúng ta sẽ luôn về bờ. Thậm chí là chúng ta có lỡ long ở trên đỉnh khu vực này. Đây, đỉnh này. Hay là đỉnh này. Hay là ở cái khu vực đỉnh này. Thậm chí ở khu vực đỉnh này thì chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta về bờ. Vì thế nên là trong một xu hướng tăng nên ưu tiên lệnh long nha. Trong một xu hướng tăng nên ưu tiên lệnh long. Còn ở trong một cái xu hướng sideways thì tốt nhất là không nên đánh. Anh em nhớ chưa nào? Trong một cái xu hướng sideways tốt nhất là không nên đánh. Ví dụ như là con Bitcoin hiện tại nó đang trong một cái xu hướng sideways. Thật ra thì là chúng ta không nên đánh. Bởi vì nó chưa có rõ xu hướng. Nó chưa có rõ xu hướng. Đây, con Bitcoin đây. Nó đang chạy sideways trong cái biên độ như này thì chúng ta không nên giao dịch. Có giao dịch thì chúng ta sẽ phải về những cái khung nhỏ hơn để chúng ta tìm làm gì ạ? Chúng ta cái xu hướng của nó là hiện tại trong cái sideways này nó đang chạy trong một cái xu hướng nhỏ, à xu hướng gì? Ví dụ như là đây là nó chạy trong một cái xu hướng giảm đúng không ạ? Khi mà nó chạy trong xu hướng giảm này thì chúng ta nên ưu tiên lệnh gì nào? Mọi người comment đi. Trong một xu hướng giảm nên ưu tiên lệnh gì? Comment nha. Để cái màu này nó hơi kiểu đồng bóng quá nhở. Để em đổi nó sang cái màu khác cho nó xinh hơn nha. Màu xanh đi. Màu xanh nhìn nó lóa mắt quá. Màu vàng nào. Màu hồng nào. Tím nào. Ok. Ok. Để màu tím nhìn cho nó thủy chung. Trong một xu hướng giảm ưu tiên short CZ, đúng rồi. Thì trong một xu hướng sideways này thì chúng ta có thể thấy là ở bên H1 hoặc là H4 thì nó đang có một cái xu hướng giảm như thế này. Xấu quá. Đợi em một tí để em đổi cái tông màu nhá. Cái màu này xấu quá. Nhìn nó không được rõ. Anh.
hơn. Ok, trong một xu hướng giảm này thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái lệnh short. Ưu tiên ở khu vực nào? Ví dụ đây, khi những cái khu vực mà nó chạm vào những cái đường kháng cự thì chúng ta sẽ ưu tiên, chúng ta nhảy và chúng ta short nha. Đó, trong một cái xu hướng giảm như thế này thì chúng ta sẽ ưu tiên lệnh short của chúng ta. Vàng là mã thì cơ. Khổ quá, em bị hơi kiểu đồng bóng ấy mọi người ạ. Kiểu màu mè hoa lá hẹ, cứ phải thích kiểu hồng tím các thứ ấy. Khổ quá đi mất. Có ai kiểu bị như thế không? Hãy nói là em kiểu không cô đơn đi được không? Cho màu tím vậy. Em vẫn thích màu tím hơn. Màu tím nhạt này đi. Đây, màu này cho nó xinh. Có mấy cô chị mấy. Cả lớp thích đen trắng thôi. Màu xanh để dễ về bờ à? Thì chúng ta sẽ để màu xanh cho nó nhanh về bờ nhé. Không biết là để màu xanh này lát nữa có xxx được tài khoản không. Thật sự mà. Để màu xanh nhạt nhạt này thôi. Rồi. Đó. Trong một cái xu hướng giảm chúng ta sẽ ưu tiên những cái lệnh long nha. Ok chưa nào? Và khi mà trong một cái chúng ta nhìn được ở trong một cái xu hướng tăng rồi thì chúng ta sẽ trong một cái xu hướng tăng này chúng ta sẽ ưu tiên lệnh long, và trong một cái xu hướng giảm chúng ta sẽ ưu tiên những cái lệnh mà chúng ta short xuống. Đó chính là cái vai trò quan trọng của đường trendline. Đường trendline là gì ạ? Để xác định được xu hướng của thị trường. Và anh em chỉ cần nhớ duy nhất một điều là thị trường này chỉ có đúng 3 xu hướng. Thị trường này chỉ có đúng 3 xu hướng. Một là xu hướng tăng, hai là giảm. Không tăng không giảm thì chỉ có đi ngang thôi, đúng không nào? Đi ngang chính là sideways. Thị trường này anh em chỉ nhớ đúng như thế này thôi: tăng, giảm và đi ngang hết. Thị trường này nó chỉ chạy qua 3 xu hướng này thôi. Và cái đường trendline là gì ạ? Để nó xác định được đâu là một cái xu hướng tăng, đâu là một xu hướng giảm và đâu là một cái xu hướng đi ngang, để chúng ta có thể xác định được xu hướng của thị trường để chúng ta giao dịch. Nhớ nha, tăng thì canh đánh long lên, giảm thì canh đánh short xuống, và đi ngang thì chúng ta không giao dịch. Nhớ nha. Có xu hướng giảm trong sideways không cô? Sideways thì làm gì có xu hướng gì mà đó xu hướng giảm trong sideways? À, ví dụ như kiểu là ở trong khung D nó đang sideways đúng không? Thì chúng ta sẽ về cái khung nhỏ hơn của chúng ta, ví dụ khung H1 chẳng hạn, thì chúng ta có thể tìm những cái xu hướng trong cái trong sóng có sóng nhá. Trong cái khung D thì nó sẽ có sóng của khung H4, H1 và thậm chí là M1 cũng có sóng nha mọi người nha. 1 phút cũng có sóng, được chưa nào? Khung 1 phút chúng ta mở về 1 phút chúng ta cũng thấy là 1 phút nó cũng có sóng luôn. Đó. Khung 1 phút cũng có sóng luôn. Và trong cái sóng của khung 1 phút thì nó lại hình thành, nó giúp cho cái khung 5 phút nó hình thành lên cái con sóng của nó. Đây anh em có thể thấy này. Sóng 1 phút ở cái khu vực này nó đang tạo ra một cái sóng tăng đúng không nào? Anh em có thể thấy không ạ? Đấy. Ở trong sóng 1 phút nhá. Đó, anh em có thể thấy là trong sóng 1 phút nó đang tạo ra một cái sóng tăng không? Đó, trước đó sóng tăng này. Và sau đó này, nó lại tạo ra một cái sóng sideways như thế này. Và tiếp theo nó lại, 1 phút nó lại tạo ra một cái con sóng giảm như thế này. Và tiếp theo này, nó lại break ra khỏi cái sóng giảm và nó lại trở thành một cái con sóng tăng. Có nghĩa là trong sóng có sóng, trong sóng lớn thì sẽ có sóng nhỏ. Và trong sóng nhỏ thì có những cái con sóng nhỏ hơn để nó tạo lên. Thị trường này nó luôn tạo lên như thế nhá, là những cái con sóng như vậy. Thì chúng ta có thể quan sát sideways ở khung lớn thì chúng ta về khung nhỏ để chúng ta tìm entry, chúng ta chơi cho nó vui, đúng không nào? Bởi vì khung lớn không có chúng ta đánh, còn nếu mà chúng ta chờ như cái khung D nó đang sideways để chúng ta giao dịch thì nó sẽ rất là khó, bởi vì khung D mà để mà chờ ấy thì một là phải break out ra khỏi hẳn 30.000, hai là phải break out ra hẳn 42.000 thì chúng ta mới có lệnh để chúng ta long short. Đây này, với khung D nhé, phải đóng một cây nến dưới 30.000 thì chúng ta mới short, hay là đóng được một cái cây nến trên khu vực 41.542.000 thì chúng ta mới long. Đó, mà chờ thì lâu lắm, 2 tháng trời mà chúng ta cứ vứt tiền ở đấy và chúng ta ngồi không với nhau ấy thì chắc là chúng ta sẽ không đợi được. Market thì nó sẽ luôn ở đấy, nhưng mà chúng ta lại luôn cần tiền để chúng ta sống hàng ngày nên chúng ta không đợi được.
Đúng rồi, sideways khung D thì có tăng giảm ở khung H1 và H4, chính xác luôn. Xu hướng thì nên xác định qua khung nào vậy cô? Nên xác định ở khung lớn. Chúng ta nên xác định ở khung lớn. Khung càng lớn thì xu hướng nó lại càng rõ ràng và nó càng đáng tin cậy nha mọi người nha. Ở khung lớn, xu hướng càng rõ ràng thì càng đáng tin cậy. Ví dụ như ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người. Trước khi mà nó bị sấp mặt lờ như thế này, thì con Bitcoin nó đang ở trong một cái sóng tăng đi lên cực kỳ mạnh mẽ như thế này đúng không nào? Nó ở, chúng ta nhìn ở khung lớn nhá, khung lớn là khung D ấy, là nó đang ở chạy một cái sóng tăng mạnh mẽ như thế này. Thì chúng ta sẽ về những cái khung nhỏ hơn để chúng ta tìm những cái điểm entry đẹp hơn để chúng ta nhảy vào. Đó, khung D thì chúng ta nhìn rõ là nó tăng như thế này rồi. Chúng ta sẽ về những cái khung nhỏ hơn để chúng ta nhảy vào, tìm entry chúng ta nhảy vào. Ví dụ như H4 chẳng hạn, tìm một cái entry khu vực này rồi nhá, breakout này. Đây là cái vùng mà chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể nhảy vào này. Chúng ta có thể nhảy vào chúng ta mua. Chúng ta nhảy vào chúng ta mua ở khu vực này. Được chưa nào? Đó. Thì tiếp theo này, ở trên cái khu vực này như thế. Đây, đây là chính là những cái vùng mà chúng ta. Nó breakout ra ở đây đúng không? Breakout đây. Thì khu vực này chính là cái khu vực mà chúng ta nhảy vào chúng ta mua này. Đó. Tiếp theo nha. Ở bên trên khu vực này cũng thế. Đây. Nó chạy một cái sóng như thế này đúng không? Thì cái khu vực breakout ở đây thì đây chính là cái khu vực mà chúng ta nhảy vào để chúng ta có thể mua hàng này. Đó, có rất là nhiều điểm chúng ta nhảy vào chúng ta mua. À, sóng lớn đã xác nhận đó là một xu hướng tăng rồi, chúng ta hoàn toàn về khung nhỏ hơn, H4, H1 chẳng hạn. Cứ canh mua lên mà thôi. Tất nhiên là trong những cái sóng lớn của nó có xu hướng tăng thì nó vẫn phải có những cái xu hướng điều chỉnh. Chúng ta không muốn chỉ có đánh long lên thì chúng ta có thể tìm những cái entry chúng ta short xuống. À, đây này, khu vực này chẳng hạn này. Có những cái lệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể short xuống này. Đây, ví dụ như ở đây này. Đó, đây này, nó tạo ra một cái xu hướng tăng như này, gãy xu hướng tăng đúng không? Quay lại test này. Thì vùng này hoàn toàn là một cái vùng entry để chúng ta short. Chúng ta short thì chúng ta TP như thế nào? TP đo bằng Fibo đúng không nào? Đó, TP chúng ta đo bằng Fibo. Vùng 0.618 là vùng này này, 0.786 là ở cái vùng bên dưới này, là để chúng ta có thể TP những cái lệnh long short của chúng ta. Đó, không muốn long thì chúng ta short thì chúng ta vẫn phải tìm điểm nha. Nhưng mà nên thuận theo xu hướng, nó đang tăng ấy thì chúng ta chỉ nên đánh long thôi, đánh long thì sẽ biên độ nó sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ không có lo lắng là bị thua lỗ. Chúng ta chờ đợi thì chúng ta không có thể về bờ được. Còn nếu mà chúng ta đánh ngược xu hướng ấy, nó đang tăng mà cứ cố đánh kiểu là đánh short nó xuống ấy thì chúng ta dễ theo kiểu là bị thị trường nó vả cho rơi đăng ra, giống như con AIS không, nó bay ấy. Rất là nhiều ông bà đi nhảy vào 20-21 đã nhảy vào short nó đúng không? Xong đến khi nó lên đến 29 thì chắc là toang toác rồi đúng không nào? Đầy người mình thấy là 20-21-22 lao vào để mà short nó rồi. Còn những người mà short từ vùng dưới 10 đô thì chắc là đã ra đảo ở nhau hết rồi. Cô nói lại cái Fibo chút được không? Em chưa hiểu lắm. Fibo sẽ được dạy một bài sau nha. Sẽ dạy một bài sau và kỹ càng hơn về cách sử dụng Fibo. Em sọt từ 8 đô à? Cháy rồi đúng không? Không cháy thì cũng phải cắt SL. À, cũng phải cán SL. Bởi vì nó lên đến tận 29 đô mà. Hoặc là em rất là nhiều tiền, em có thể DCA giá. Đó. Bài xu hướng đa vùng giá trị của Z phải không cô? Mình không biết cái bài xu hướng đau này có em biết, mình không có đọc cái bài đấy nên là mình cũng không biết là cái vùng giá trị của đấy nó như nào đâu. Mình không đọc bài đấy. À, có rất là nhiều phương pháp giao dịch ở trên thị trường ấy. Có rất là nhiều phương pháp giao dịch trên thị trường, mọi người có thể lựa chọn cho mình một cái phương pháp giao dịch ok. Mình thì mình giao dịch theo phương pháp của bản thân mình, không theo một cái lý thuyết hay một cái vùng giá trị nào. Nhưng mà chốt lại thì là thị trường này nó vẫn chỉ có những cái kháng cự và hỗ trợ như vậy thôi. Anh em phải nắm chắc cái này là được. Em tính chốt 32 được không cô? Chốt Bitcoin không? 32.003 thì chốt làm gì? Nó mà lên đến cái khu vực đó thì nó còn tăng nữa chứ còn chốt làm gì nó. Nó lên đấy thì ít nhất nó phải lên đến khu vực 33.000. Đó. Nếu mà lên bò được lên đến, đóng được một cái cây đến trên vùng 32.000 thì nó còn phải bò lên được đến cái vùng 33.000 rồi mới nói chuyện nha. Đây này.
muốn sót được khu vực này đúng không? Nó đâu đó là 31 và 32.000 ở khu vực này đúng không? Đây này, nó sẽ rơi vào cái khu vực này đúng không? Rồi, đây, đâu đó ở trong cái khu vực này. Nhưng mà anh em phải hiểu là nếu nó phá được cái khu vực này này, nó đóng được một cái cây nến ở trên này này, thì cái vùng mà nó lên tiếp ấy, thì nó phải lên đến khu vực này này, khoảng 33.100, 33.300, trong khoảng 33.000. Mình lấy tròn 33.000 luôn. Đây này, nó phải lên đến trên khu vực này. Đó. Thì tự nhiên sót ở khu vực này làm gì? Ok nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ sang vai trò của channel ai đây. Vừa nói rồi đấy, thể hiện xu hướng thị trường này, xác định các mẫu hình giá này, xác định kháng cự khi giá chạm bị rộn xuống này, xác định hỗ trợ khi giá chạm và bật lên quanh vùng kênh giá dao động trong từng thời điểm này, và xác định những cái điểm vào lệnh stop loss và take profit. Nếu anh em nào mà sử dụng duy nhất cái channel này chúng ta giao dịch ấy, thì cái tiêu chí kẻ channel đây chúng ta có thể nhắc lại này, phải có ít nhất là 2 điểm trở lên này, kẻ trend line qua các đỉnh hoặc các đáy của một con sóng nhá. Nhớ là một con sóng chứ không phải là kẻ qua nến, bởi vì có rất là nhiều bạn đã nộp bài cho mình là mọi người là kẻ qua nến chứ không phải là qua các con sóng. Đây, con sóng là như thế nào? Đây là một con sóng. Sóng thì phải có đỉnh sóng và đáy sóng, đỉnh sóng và chân sóng đúng không nào? Thì nó phải ít nhất là có phải có hai cái chân sóng và có một cái đỉnh sóng thì nó mới là một con sóng mọi người nha, chứ không phải là con sóng nó là kẻ qua các nến đâu. Đây, ví dụ đây. Đây là một con sóng, được chưa nào? Một con sóng này bao gồm một cái đáy này, có nghĩa là hai cái chân sóng và một cái đỉnh sóng thì mới được gọi là một con sóng. Và nó phải kẻ qua hai con sóng có nghĩa là sao? Đây, đây, đây thêm một cái con sóng nữa. Đây, đây mới là một con sóng nha. Thì đây, đây, nó mới là một con sóng nha mọi người nha. Và phải ít nhất có hai đường. Một là đường ở đây, đường ở đây. Đó, rất là nhiều anh em gửi bài cho em ấy, lại đi kẻ qua chân nến. Kẻ qua nến đấy mọi người ạ. Kẻ qua nến là như thế nào? Kẻ qua nến là như thế nào? Đây, đấy, ví dụ người kẻ như này này. Nhưng mà thực tế mọi người thấy không? Đây nó sóng thôi mà, nó không phải là con sóng nha mọi người nhá. Con sóng ít nhất nó phải như này. Đó. Còn đây ấy, mọi người kẻ từ đây xuống đây này, thì nó chỉ là kẻ qua các nến, các dâu nến thôi, chứ không phải là con sóng nha mọi người nha. Lưu ý cho em cái khu vực này, kẻ qua con sóng chứ không phải là kẻ qua nến. Ok chưa nào? Và có thể kẻ trên line qua nhiều, qua cùng một điểm cũng được. Đó. Và cái tiêu chí kẻ trên line vừa nói rồi, hỗ trợ thì chỉ cần nhớ là những cái vùng giá chạm vào bật lên. Và hỗ trợ thì nó sẽ có 3 loại hỗ trợ chính. Hỗ trợ đầu tiên đó chính là hỗ trợ bằng trên line. Thứ hai đó là những cái vùng hỗ trợ hay gọi là những cái hỗ trợ bất biến, những cái vùng giá mà có rất là nhiều dâu nến chạm vào. Và cái hỗ trợ thứ ba đó là những cái đường hỗ trợ động, ví dụ như là MA, EMA, thì đó là những cái đường hỗ trợ động. Đây, chúng ta có thể xem ở trên màn hình. BTC này, cái này nó lên được thấy không? Đây, ví dụ bên cái đường bên dưới này, nó là đường hỗ trợ. Đây, khi mà giá chạm vào bật lên, giá chạm vào nó sẽ có cái sự phản ứng bật lên, giá chạm vào khu vực này có phản ứng bật lên, thì đây được gọi là những cái đường hỗ trợ. Và đây gọi là đường hỗ trợ của đường trendline này. Đây là hỗ trợ của trendline này, thấy chưa nào? Đây là hỗ trợ trendline nha. Và tiếp theo có một cái đường hỗ trợ nữa gọi là đường hỗ trợ bất biến, là người ta gọi là các vùng hỗ trợ đấy ạ. Đây ạ, đây, đây các vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ này là nơi những mà cái dâu này này, nơi giá này chạm vào rất là nhiều và nó dây dưa ở đây rất là nhiều. Giá chạm vào nó sẽ có phản ứng, giá chạm vào nó sẽ có phản ứng ở khu vực này. Thì đây được gọi là những cái vùng hỗ trợ hay còn gọi là những cái hỗ trợ bất biến.
gọi là vùng hỗ trợ hoặc là hỗ trợ bất biến nha mọi người nha. Và giá chạm vào đây nó sẽ có phản ứng này, giá chạm vào có phản ứng bật lên này. Giá chạm bật lên này. Và có cái loại hỗ trợ nữa, đó chính là hỗ trợ động. Nó là các đường chỉ báo MA này, MA này. MA ví dụ như là cái chỉ báo gọi là sức mạnh tương đối đúng không? Các đường trung bình lũy thừa này. Để em tắt cái bên dưới này đi. Đây là cái đường trung bình lũy thừa. Đấy là các đường MA. Và mọi người có thể lấy ra là những cái đường MA hay là MACD cũng được. Đây. Khi mà giá chạm vào những cái đường MA như thế này thì chúng ta có thể thấy là nếu như là hỗ trợ thì sao? Giá chạm vào thì sẽ được cái đường MA này nó đỡ này. Đây ví dụ như khu vực này. Đấy, chúng ta có thể thấy là ở cái khu vực này giá chạm vào thì sẽ được MA đỡ. Đây ạ. Khi giá mà phá được lên trên MA này, giá chạm lại MA được MA đỡ thì cái vùng mà chúng ta nên mua là ở vùng này. Tiếp theo giá chạm lên này, nó quay lại test MA và được MA nó lại đẩy, được đỡ và giá nó lại đi lên. Nhiều người nói là MA nó là cái đường gọi là những cái vùng giá trị cơ bản. Có nghĩa là nó đi xa cái đường MA hoặc là cái đường MA quá thì nó sẽ có xu hướng là quay lại để nó test lại, đúng không nào? Nó quay lại, nó test lại. Và tiếp theo chúng ta có thể thấy tiếp này, những cái khu vực như ở kháng cự chẳng hạn. Đây, bị phá này, chạm phải cái đường này thì lại short đúng không? Có nhiều anh em thì đánh theo trường phái là dùng MA để giao dịch, cứ chạm vào cái MA. À, chạm bên dưới nếu mà là kháng cự thì short xuống, mà nếu mà phá được MA lên trên, đóng vào bên trên này thì lại long lên. Thì mình cũng thấy rất là nhiều anh em giao dịch theo cái trường phái dùng duy nhất cái đường MA và MA này để giao dịch, và họ cũng đã kiếm lợi nhuận khá là tốt. Thì anh em có thể quan sát dùng thêm cái đường MA này nha. MA này mọi người có thể để ra là một là dùng 3489, hoặc là mọi người có thể dùng nó là 50-100, tùy mọi người. 50-100, ví dụ như mình để cái đường MA này nó là 50 và 100, cái chỉ số, cái chiều dài của nó ấy là 100, là đường trung bình của 100 cây nến hoặc là 50 cây nến này. MA nó sẽ dùng theo cặp nha mọi người nha. MA hay MA nó sẽ đều dùng theo cặp. Có những anh em chơi theo trường phái là gì ạ? 3489, có những anh em là 50-100. Có những người muốn thời gian nó dài hơn là chơi hẳn 100-200 cơ. Đấy, tùy mọi người. Ai chơi theo trường phái nào thì mọi người chơi theo trường phái đó. Đó. Ví dụ như là rất là nhiều anh em chơi theo cái trường phái MA này, MA này, thì người ta thấy là giá chạm phải như thì làm sao ạ? Có xu hướng dội xuống thì người ta sẽ short. Người ta sẽ short đây này, những cái vùng giá này này. Khi mà chạm phải những cái vùng MA này này thì xuống, bởi vì vùng giá trị này. Và người ta sẽ long khi nào? Khi mà phá được khỏi vùng giá trị và đứng ở bên trên hai cái đường giá trị MA, MA này, thì người ta sẽ nghĩ chuyện là người ta long lên. Ví dụ ở khu vực này người ta nghĩ long lên này, ở khu vực này người ta nghĩ là người ta long lên này. Còn nếu mà chạm rơi xuống bên dưới MA này rồi, chạm quay lại mà nó không phá được này, ví dụ ở khu vực này, này người ta sẽ nghĩ là gì? Short xuống. Và short xuống là người ta ăn ở khu vực này, hay là ở vùng này này người ta nghĩ chuyện là người ta short xuống này, hay khu vực này này short xuống này. Đó, rất là nhiều anh em chơi theo cái trường phái này là nó ok với chính bản thân mình nhất, và mình cảm thấy là có thể kiếm được tiền trong thị trường này và cảm thấy phương pháp này nó hợp với bản thân mình thì mọi người sẽ dùng cái trường phái đó nha. Tại sao có số 3489? Cái bài này hôm nào học MA mình sẽ nói rõ nha. Thực ra 3489 hay 50-100 ấy, thì nó chỉ là trung bình động và những cái này thôi. Và 3489 thì nó còn theo cái sóng Elliott nữa. Sau này học về các chỉ báo này thì mình sẽ dạy kỹ hơn cho mọi người. Mình dùng 2 mà tùy mọi người dùng bao nhiêu dùng. Còn bình thường nó để ở đây là có số 9 nữa. Đó là những cái đường trung bình động, và cũng là cái đường kháng cự và hỗ trợ luôn. Mình gọi đó là kháng cự và hỗ trợ động nha mọi người nhé. Thì nhớ này, hỗ trợ thì gồm có trendline này, các hỗ trợ bất biến này là gọi là các vùng hỗ trợ, và cái chỉ báo MA và MACD. Ok chưa nào? Anh em nhớ nhé. Chỉ có duy nhất như vậy thôi. Và chúng ta phải nhớ này, phân loại các loại hỗ trợ này. Chúng ta có hỗ trợ động là các đường trendline, các thứ này rồi không nói. Nhưng mà sức mạnh của hỗ trợ là kháng cự và có nghĩa là MACD nó rất dễ bị phá, và đôi khi nhiều khi là chúng ta tìm những cái bởi vì nó còn ngoắc giữa hai cái đường MA
Tuy nhiên nó sẽ xem cái độ cắt cắt của hai đường đó nữa cơ. Ví dụ là cắt lên hoặc là cắt xuống. Thì chúng ta tìm những cái điểm giao dịch có thể là TP khá là dài. Và nó sẽ báo trước cho chúng ta là chuẩn bị cái lệnh này nó sẽ bay có mạnh hay không, hoặc là nó có sập có mạnh hay không. Hỗ trợ thì có khả năng cộng sinh này, có mối quan hệ mật thiết với khối lượng giao dịch. Cái này chúng ta bắt ta phải nhớ này. Tiếng bị ngắt á, mọi người ơi, mọi người có nghe được không? Alo, alo. Anh em có nghe được không? Hỗ trợ. Đây nó sẽ là hỗ trợ có khả năng cộng sinh. Để đặt lại cái màu này cho nó đậm hơn một tí, nhìn cho nó dễ. Hồng đi cho nó xinh. Đây. Ở đây chúng ta có thấy là hai đường MA 50 100 nó trụ lại ở khu vực này đúng không nào? Và tiếp theo cái đường trendline nó cũng tụ hợp ở cái khu vực này. Thì ở cái vùng này thì chúng ta có thể gọi là đây là hỗ trợ có khả năng cộng sinh này. Bọn nó cộng sinh và nó làm sao? Nó giúp cho làm sao đẩy cái giá lên rất là cao. Anh em có thể thấy sau đó có một cái cây nến đẩy giá cao này. Thì đây, đây được gọi là hỗ trợ có khả năng cộng sinh ở khu vực này. Vì sao? Trendline này, các đường chỉ báo MA nó tụ hợp ở khu vực này, bị rơi sâu xuống bên dưới và nó đẩy cho giá đi. Dạ, đẩy giá có thể cao hơn nhé. À, ở cái khu vực tiếp theo này, ở cái khu vực này nó có một thêm một cái đường hỗ trợ nữa, đó, bất biến, gọi là vùng hỗ đó. Em có thể thấy không ạ? Đây, khi giá chạm vào bật lên đúng không? Ở bên dưới này có một vùng hỗ trợ chạm vào dội xuống để kháng cự rồi. Đây, đây là có một cái hỗ trợ của ba cái hỗ trợ này. Thứ nhất là trendline này, cái thứ hai là MA và cái thứ ba là cái vùng hỗ trợ bất biến. Cái khu vực này thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng và nghĩ đến chuyện là gì ạ? Chúng ta vào long đúng không nào? Đây, khu vực này chúng ta nghĩ luôn là vào một cái entry long. Entry long. Bởi vì sao? Có cả ba cái đường hỗ trợ nó đỡ ra như thế này thì cái tỷ lệ mà sao cái win rate của chúng ta sẽ rất là cao. Và nó đỡ như thế này thì làm sao giá nó sẽ khó có thể rơi xuống bên dưới này được nữa. Vì thế nên là chúng ta nên set up một cái entry long. Nếu như mà thấy một cái hỗ trợ nào mà có cái khả năng cộng sinh như thế này tốt thì chúng ta nên long nha. Mạng cô bị lag á. Mọi người... Em cứ nói từ nãy đến giờ ấy. Mọi người được không? Alo, alo. Nghe bình thường. Mọi người có nghe được cái khu vực hỗ trợ có khả năng cộng sinh này không? Không ai trả lời. Không ai trả lời thế này chắc không nghe được rồi. Mười phút rồi. Cứ một câu cuối lại bị lạng á.
mọi người ơi, mọi người có nghe được không? Alo, alo. Ok. Được rồi đúng không? Mọi người, thật sự luôn anh Dũng ạ, chán thật sự ấy. Bảo đi Hàn Cáp đến một tháng nay rồi. Giờ ngon rồi đúng không? Đấy, bảo đi Hàn Cáp đến một tháng nay rồi. Trời ơi, vẫn vậy. Hay nghỉ yếu, đúng rồi. Dạo này chơi trọt nhiều, cắn nét eo nhiều nên là tay run hay sao ấy. em sẽ nói lại một chút nhá. Hỗ trợ thì nó sẽ có khả năng cộng sinh này. Em lấy của ba cái hỗ trợ nó gộp lại, cộng sinh lại. Thì cái vùng này chúng ta nên set up luôn một cái entry long. Set up luôn một cái entry long. Cái hỗ trợ đầu tiên đó chính là đường hỗ trợ của trendline. Mọi người nhìn thấy trendline không nào? Đó, hỗ trợ của trendline nha. Cái thứ hai là hỗ trợ của đường MA. Và hỗ trợ thứ ba đó chính là vùng hỗ trợ bất biến. Đây, đó. Thì chúng ta hoàn toàn nghĩ chuyện là set up luôn một cái entry long ở khu vực này. Khá là đẹp đúng không nào? Entry long khu vực này khá là đẹp. Và sau đó mọi người có thể thấy này, khi mà nó cộng sinh như thế này thì cái vùng điểm của nó làm sao nó đẩy đi khá là tốt đúng không nào? Và chúng ta sang cái bài tiếp theo nha. Lại hơi giật á. Mọi người nhìn được cái slide của em không? Alo? Mọi người nhìn được slide không? Chưa thấy slide chưa hiện á? Chưa nhìn thấy à mọi người ơi mọi người? Thấy chưa, thấy chưa? Rồi. Chưa thấy với người thấy rồi này. Ok, thấy rồi đúng không? Đó. Và nhớ này, hỗ trợ kháng nó đều phải có mối quan hệ mật thiết với khối lượng giao dịch. Hỗ trợ là sao? Hỗ trợ là nơi vùng giá bạn chạm vào thì sẽ bật lên đúng không nào? Thì nó phải làm sao ạ? Nó phải hợp nhất với khối lượng giao dịch, đó chính là khối lượng mua vào ở các vùng hỗ trợ đó. Nếu như khối lượng hỗ trợ ở cái vùng này nó mua vào mạnh thì chúng ta sẽ tin tưởng hơn là đây này, vùng này này. Đây là hỗ trợ này, khối lượng giao dịch mua vào rất là mạnh đúng không nào? Chúng ta thấy này, khối lượng giao dịch khu vực này khá là tốt đúng không nào? Chúng ta hoàn toàn tin tưởng đây là một cái hỗ trợ đáng tin cậy và chúng ta hoàn toàn set up luôn một cái lệnh long mà không cần phải suy nghĩ. Và chúng ta ngồi chờ cho nó chạy và chúng ta đếm tiền thôi đúng không nào? Đó là cái cách giao dịch với hỗ trợ nha. Anh em nhớ này, khi chạm vào hỗ trợ này, volume giao dịch ok. Hỗ trợ mà có cộng sinh như thế này thì chúng ta set up luôn một cái lệnh long và chúng ta chờ và chúng ta đếm tiền. Nhớ nhá, chạm hỗ trợ thì set up lệnh long. Anh em nhớ chưa nào, comment đi. Khi chúng ta chạm hỗ trợ này, set up thêm một cái là sao, quan sát thêm volume giao dịch này. Nếu như mà hỗ trợ có khả năng cộng sinh tốt với nhau như thế này thì chúng ta sẽ set up lệnh long nha, đừng có short nó nữa. Đó, với là hỗ trợ nha. Tiếp theo là kháng cự. Kháng cự là gì? Kháng cự là vùng giá mà tại đó chạm vào sẽ bị dội xuống. Thì kháng cự ấy, thì nó giống y hệt như hỗ trợ thôi. Kháng cự nó cũng sẽ có gồm 3 loại kháng cự. Kháng cự động và kháng cự bất biến. Kháng cự động đó chính là các đường trendline và các đường chỉ báo MA, EMA. Kháng cự bất biến đó chính là những cái vùng giá chạm vào nó sẽ bị dội xuống. Người ta gọi đó là những cái vùng kháng cự bất biến. Và tất nhiên là các vùng kháng cự và đường kháng cự là không giống nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi ở trên biểu đồ nha. Anh em có thể comment không? Kháng cự là gì? Mọi người có thể comment không nào? Kháng cự là gì nào? Comment nha, comment nha. Giá chạm vào dội xuống chứ không phải là giá lên dội xuống. Giá chạm vào cái vùng đó bị dội xuống. Đúng rồi.
Kháng cự là vùng giá mà khi mà giá chạm vào sẽ bị dội xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo dõi này. Ví dụ ở H1 thì chúng ta đang có một cái đường kháng cự này. Đây. Đây chúng ta đang có một hai cái đường kháng cự động. Một đó chính là đường kháng cự bởi trendline. Hai là kháng cự bởi MA 50 và 100. Thì chúng ta có thể thấy ở cái vùng này đó chính là vùng hội tụ của kháng cự trendline lẫn với lại kháng cự của vùng MA và MA ở khu vực này nha. Là khu vực 30, 3 ngạc nếu mà chúng ta theo dõi. Thì ở đây nó là một cái vùng kháng cự ở chính khu vực này. Nếu như anh em nào mà đánh theo cái trường phái MA, MA thì khi mà chạm khu vực này thì chúng ta short xuống. Ai đánh theo trường phái MA thì cứ gần chạm vào vùng này, short này. Đây này, ai đánh theo trường phái thì có lẽ là người ta chạm khu vực này là người ta đã cho short rồi này. Đó, chạm khu vực này thì rất là nhiều người cho short này. Hoặc là khi mà chạm ở cái khu vực MA bên trên này này, không phá được MA bên trên này, chạm bên trên khoảng vùng 32.300 gì đấy, thì có rất là nhiều anh em cho short nếu như người ta đánh theo cái trường phái đó gì ạ? Sử dụng cái đường MA. Đó. Mũ trợ giá chạm vào dội lên và khu vực chạm vào dội xuống, chính xác. Giá chạm vào dội xuống đó chính là kháng cự nha. Và chúng ta sang thêm một cái đó là đặc điểm của kháng cự này. Kháng cự thì cũng sẽ có hai mức độ này, kháng cự cứng và kháng cự mềm. Cứng là sao? Cứng là chạm vào là dội xuống, chạm vào là dội xuống và chạm lại nhiều lần vẫn bị dội xuống thì gọi là cứng. Còn kháng cự mềm là chạm một lần, hai lần và cuối cùng phá thủng được cái đường kháng cự đấy thì người ta gọi là kháng cự mềm. Sức mạnh của kháng cự thì sẽ tỷ lệ thuận với khung độ lớn của khung thời gian. Có nghĩa là sao? Kháng cự ở các khung lớn, ví dụ như khung tháng, khung tuần, khung D thì nó sẽ làm sao? Tốt hơn, có tỷ lệ cao hơn những cái vùng kháng cự ở khung M30, M15 và những cái khung nhỏ, ví dụ như M5. Đó, nhưng mà chúng ta giao dịch ấy, thì chúng ta nên để ý những cái kháng cự khu vực H4, H1. Bởi vì chúng ta giao dịch những cái lệnh không quá dài, tuy nhiên cũng không quá ngắn. Thì chúng ta nên để ý những cái lệnh H4 và H1, kháng cự H4, H1 là chúng ta có thể giao dịch được rồi nha. Sức mạnh của kháng cự sẽ bị giảm khi bị test quá nhiều lần. Cái này nói rất là nhiều lần rồi. Test nhiều lần thì cái gì mà chẳng bị giảm đúng không nào? Giống như là chúng ta đi tán gái ấy, tán nhiều rồi người ta cũng phải siêu lòng, người ta cũng phải đổ đúng không nào? Kiểu như vậy, kiểu quan tâm nhiều, kiểu là quan tâm rồi tán tỉnh nhiều ấy thì cái sẽ có một ngày người ta sẽ làm ra sẽ đổ đúng không? Thì kháng cự cũng thế thôi. Test nhiều quá thì cũng sẽ bị thủng thôi. Thứ tự ưu tiên của các kháng cự này: kháng cự bất biến, trendline và kháng cự động. Chán tán mãi mà vẫn bị đuổi à? Chán. Thật sự con gái bây giờ chả hiểu người ta nghĩ gì đúng không anh em? Khó hiểu. Đàn bà là cái giống loài gọi khó hiểu nhất trên đời này. Nói thế thôi nhưng mà kiểu người nào mà mình ghét ấy, tán mình là mình càng ghét hơn. Em bị như thế. Không thích thì tự nhiên tán người ta. Đó, chúng ta sẽ xem nhá. Kháng cự nó sẽ làm gì ạ? Đầu tiên nó sẽ là vùng kháng cự của kháng cự bất biến trước. Sức mạnh nhất là chính là vùng kháng cự bất biến. Kháng cự bất biến sau đó mới đến là gì ạ? Kháng những cái vùng mà trendline này, kháng cự động này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem luôn cái khu vực kháng cự bất biến nha. Ở đây chúng ta sẽ có luôn một cái vùng kháng cự bất biến này. Ở khu vực này, chúng ta sẽ có luôn một cái vùng kháng cự bất biến này. Trước đó nó là hỗ trợ nhá. Sau mà khi mà nó bị thủng ấy, thì lập tức nó sẽ biến trở thành đường kháng cự này. Khi bị thủng cái đường hỗ trợ ở khu vực 3000 này, thì lập tức nó quay trở lại nó thành kháng cự bất biến này. Đây, thì trước đó nó là hỗ trợ đúng không? Và bây giờ nó lập tức trở thành kháng cự. Đây nó chính là cái quy luật ngắn đổi kháng cự với hỗ trợ bài trước chúng ta học rồi. Thì bây giờ chúng ta coi như đây là chỉ biến. Thì đầu tiên nếu như bây giờ cái chắc chắn nó sẽ phải làm sao? Nó bị dội xuống thôi, nó chưa thể bay lên được. Bởi vì sao? Thứ nhất, kháng cự bất biến ở đây này. Cái thứ hai là hai đường chỉ báo MA, EMA cũng đang ở đây luôn. Nó cũng đang ở cái khu vực này luôn. Anh em có thấy không ạ? Vùng này nhá. Và tiếp theo nhá, chúng ta mà kẻ trendline ra thì chúng ta cũng thấy là trendline nó cũng đang bị kiểu
ngấp ngửa ngay khu vực này này. Đó, chúng ta thấy là cái đường trend line nó đang bị sập sình ngay khu vực này này. Đó, thì ở cái khu vực này ấy, thì chúng ta gọi là bọn này nó đang cộng sinh với nhau này. Thì nhớ này, kháng cự bất biến là loại kháng cự tốt nhất. Giá chạm vào sẽ bị làm sao? Phản ứng giá tốt nhất. Kháng cự tiếp theo đó chính là đường trend line. Giá chạm vào trend line sẽ có phản ứng tốt thứ hai. Và cái thứ ba đó chính là các đường chỉ báo EMA, MACD. Đó, đây này, được chưa nào? À, anh em nào mà canh short nhá thì đợi ở lên cái khu vực 33.000 rồi hãng tính toán xem là có nên short hay không nha. Bởi vì sao? Ở khu vực 33.000 ở khu H4 này này, từ 32.800 cho đến khu vực 33.300 ấy, thì đó là cái vùng mà kháng cự bất biến này, trend line này, MA này nó đang cộng sinh với nhau ấy. Lên đó thì tính toán short sau nha. Còn bây giờ đừng short ở đây. Để cho em về bờ lệnh long 31.500 đã nhá. Mọi người nhá. Thương em. Hãy thương em mọi người nhá. Để em về bờ lệnh đã nhá. À quên, để em lãi đã chứ còn em vẫn đang lãi chứ em không về bờ. Nói chung để em lãi đã, lãi nhiều hơn. Chứ gần cái lệnh của em nuôi từ hôm qua đến hôm nay vẫn còn chưa được ăn nhiều đâu. Mới ăn được có mấy chục lô thôi. Ê, được rồi. Ông nào short đuổi tôi đúng không? Các ông sắp đi hết rồi nhá. Nhìn thấy đường trend line này không? Trend line của RSI không? Nè, trend line RSI đã báo hiệu cho gì à? Break ra rồi. À, sẽ đi lên đấy. Em sẽ giữ cái lệnh vùng 31.500. Không chơi với người lãi. Tại mọi người không thích cái lệnh dài ấy, chứ mọi người thích kiểu là ăn trong ngày ấy, thì em cũng không đáp ứng được ấy. Mọi người nếu mà mọi người mà đánh cùng với em thì em lãi mọi người kiểu gì trả lãi. Nhưng mà em đánh theo lệnh nó cứ mấy ngày em mới ăn được một lần ấy. Chứ em đánh kiểu là ngày nào em cũng ăn ấy, nên là em không hợp ấy. Chúng ta không thuộc về nhau, vị thế của chúng ta khác nhau nên là chúng ta không thể nào mà ngồi nói chuyện với nhau lâu được. Bà giáo lãi mà anh em cứ lỗ thì mới hay. Đó, em không hiểu tại sao luôn ấy. Tại sao em lãi mà mọi người lại lỗ? Kể cả cái vùng giá mà em vào còn xấu hơn mọi người nha. Bởi vì lúc ấy em vào tận 32.000 à, xuống 31.500 em mới DCA. Có nghĩa là cái vùng mà em DCA nó rơi vào khoảng là 31.700 ấy. Đó, 31.700. Đó, bây giờ em vẫn đang lãi. Mà mọi người có người lại kêu bị lỗ rồi. Em không hiểu tại sao. Chưa tán câu nào chúng ta đã không giống nhau chả chưa. Đó là cái cách giao dịch nha. Chúng ta có thể thấy là khung H4 này, đường RSI đã break ra rồi. RSI break ra rồi thì sẽ chờ nhá. Chờ nó test lại. Đóng cây đến này, nó chờ nó test lại đâu đó vào tiếp. Em đang chờ nó test lại. Và ở H1 ấy, thực sự luôn ấy, H1 em còn đang thấy phân kỳ cơ. Sau này mọi người sẽ được học phân kỳ. Đó, mọi người thấy không? H1 đang có phân kỳ luôn đây này. Đó. Đó, thấy không nào? Ý thế nên là em đang thấy cái lệnh mà em long vùng 31.500 nó đang tươi sáng lắm. Em vẫn thấy nó tươi sáng lắm. Thấy kiểu là cửa lên nó vẫn còn tốt lắm. Mặc dù lên trên cái khu vực này thì em mới nghĩ chốt lời này. Lên cái khu vực em đo đã. Em là vùng nào chốt lời đẹp. Ít ít thì cũng phải lên đến đây. Chốt lời đẹp nhất. Ít cũng phải lên cái khu vực này. 32.300 này. Lúc ấy nghĩ đến chốt bớt thì được. Nhưng mà thấy ấy, cửa lên là đã thấy kiểu tươi sáng rồi ấy. Tuy nhiên là cửa lên thì nó cũng chưa lên luôn đâu. Có thể là nó sẽ lên đến đây. Hoặc là lên đến đây này. Nó sẽ tụt xuống như này. Bắt đầu em sẽ làm sao? Em sẽ vào thêm một lệnh nữa. Bắt đầu nó mới đi lên đây. Đó. Đi lên đây bắt đầu nó mới tụt. Đó. Thì em sẽ đợi thêm một cái lệnh ở khu vực này nữa này. Đó. Thì khi mà chạm vùng 30 vùng này này. Thì em sẽ chốt dần đi. Còn cái con MA này nó sẽ chạy như này tiếp này. Đây này.
nó đi như này, nó lại chạy như này tiếp này. Nhưng mà em thấy là cái xu hướng càng ngày nó càng kiểu trúc xuống ấy, thì phải theo dõi thêm xem ở bên H4 xem nào bao giờ nó cắt. Giao dịch này vui lắm, ngồi đợi là vào lệnh rồi cứ đợi thị trường nó chạy thôi. Mọi người bị một cái trường hợp là vào lệnh rồi xong là cứ 5 phút kiểm tra lệnh một lần ấy, không nên đâu. Vào lệnh rồi thì đợi thị trường cho nó chạy, cho nó cho đúng tiến độ đúng không? Đừng có nhìn nó nhiều quá, nhìn nhiều quá nó sợ ấy. Nó sợ quá nó không chạy được. Nên là đã vào rồi thì tốt nhất là không cần phải quan sát quá nhiều thị trường đâu, kệ nó, cho nó thời gian để nó đi. Chúng ta mà cứ bắt nó phải chạy theo ý chúng ta thì mệt lắm. Đợi nha mọi người nha. Cái quy luật tiếp theo này mọi người nhìn thấy slide chưa ạ? Mọi người nhìn thấy slide chưa? À, chúng ta sẽ nhìn thấy là quy luật hoán đổi của kháng cự hỗ trợ. Thì chúng ta học cái này bài trước đã giảng rất là kỹ rồi. Đang là hỗ trợ đúng không? Phá hỗ trợ thì lập tức quay trở thành kháng cự này. Đó. Và đang là kháng cự mà bị phá thì lập tức quay trở thành hỗ trợ. Đó chính là những quy luật về hoán đổi kháng cự và hỗ trợ nha. Thì bây giờ em sẽ lấy ví dụ để chứng minh cho mọi người thấy cái quy luật này nó vô cùng tuyệt vời. Và cũng chính nhờ cái quy luật này thì nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái điểm entry SL và đo được cái vùng entry khá là đẹp. Nhìn con Bitcoin khó chịu quá, nó đang sideways chẳng có gì chơi cả. Em sẽ sang cái, ôi giời ơi, ăn luôn con web 30 rồi. Đợi tí em chốt lời đã. Người đợi em một tí nha. Để em chốt lời con web 30 đã nha. Ấm lòng thực sự luôn. Ok, xong rồi. Em lấy ví dụ luôn ở trên con OS30 nhé. Chúng ta chỉ cần nhờ cái này, quy luật hoán đổi này là chúng ta có thể tìm kiếm được những cái điểm entry này, SL và stop loss rất là ok. Đặt 31 3518 short theo mà nó không lên nổi, nó chưa lên được ấy. Với lại cái khu vực bên trên này đáng ra là hôm nay em định báo mọi người short rồi đấy, nhưng mà thực sự là cái khu vực này ấy, nó vẫn là một cái vùng mà short. Khu vực này này, thật ra với em ấy thì em vẫn sẽ canh ở những cái khu vực này và em cứ lên là em short thôi, em short ngắn đấy. Ai mà thích thì cứ đợi canh lại nó lên lại cái khu vực là 35.000 đi, lên 35.000 thì mọi người short nhá. Nếu mà nó có quay lại nó test lên cái khu vực 35.000 đấy thì đặt một cái lệnh short ở đấy. Chúng ta sẽ ăn khoảng 200 giá, 1 đến 200 giá. Bởi bình thường ấy, nó ở 35.000 thì nó thường nó sẽ rơi đâu đó khoảng 150 giá gì đấy. Mọi người cứ TP cho em khoảng từ 100 đến 150 giá là kiểu gì cũng sẽ ăn TP nhá. Ở cái vùng này này, nó vẫn là cái vùng short của con U20 ấy. Bởi vì sao? Đây là cái khu vực trước đó này. Nó là cái vùng supply này. Nó bị dính
dính xả cái vùng này này, đây này, dính xả vùng này này, đó. Khi mà chạm lại cái vùng này nó bắt buộc nó vẫn phải có phản ứng giá ở đây, đó. Ở khu vực này thế thôi, đó. Anh em nào thì cứ limit ở khu vực 35.000 nhá. Bao giờ nó lên đón thì lên, còn không thì cứ đợi thôi, kệ nó. Từ 34.986 cho đến 35.000 lên được thì cứ canh sót và ăn khoảng 100 đến 150 giá kiểu dính ăn. Kiểu dính ăn nha. Còn cái vùng trên thì nó an toàn hơn nhưng mà chờ nó lâu hơn ấy. An toàn thì phải chờ mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang luôn cái quy luật hoán đổi kháng cự và hỗ trợ này. Và cũng cần chỉ cần nhờ mỗi cái quy luật này thôi là chúng ta cũng có thể tìm kiếm được những cái lệnh chúng ta vào lệnh siêu đẹp rồi. Đây ví dụ như là cái này. Khi mà chưa có cái đằng sau này nhá, thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái, đây là cái xu hướng gì đây? Mọi người comment nào, đây là xu hướng gì? Cái em vừa kể này, mọi người có thể comment không? Xu hướng gì đây? Chúng ta phải biết trước đây là xu hướng gì để chúng ta giao dịch nha. Chính xác luôn, xu hướng giảm, chuẩn, chuẩn luôn. Chính xác, đây là xu hướng giảm. Và mọi người có thể thấy, mọi người nói luôn nhá, đây là đường gì? Biết là xu hướng giảm rồi nhá, nhưng mà cái đường em kể là đường gì nữa? Đó, mọi người comment luôn là xu hướng giảm và đây là đường gì? Đường kháng cự hay là đường hỗ trợ? Chính xác, đây chính là sai rồi nè, không phải là trên line hỗ trợ đâu nha. Jemmy Bookie là kháng cự nha, chính xác nha, mọi người phải phân biệt được là kháng cự là gì. Kháng cự khi giá chạm vào bị dội xuống, giá chạm vào bị dội xuống. Và đây chính xác là đường kháng cự nha. Mọi người có thể thấy này, em sẽ biểu diễn cho mọi người xem là cái quy luật hoán đổi này nó tuyệt vời như thế nào. Và nó giúp cho chúng ta có thể kiếm được tiền trong thị trường này vô cùng là chính xác. Tỷ lệ win nó rơi vào khoảng 60% đến 70%. Rơi khoảng 6 đến 70% nha. Đây, trong một cái xu hướng giảm như thế này này, khi mà nó break ra khỏi cái xu hướng giảm đây, đây chính là cái khu vực mà nó phá. Anh em có thể zoom lên cao lên này. Trên này đúng không nào? Và bây giờ công việc của chúng ta là gì? Chúng ta chờ. Chờ đợi nó quay lại, nó test. Nó test lại đúng cái đường kháng cự trước đó. Thì cái kháng cự đó lập tức trở thành hỗ trợ đúng không nào? Anh em có hình dung không ạ? Trước đó là kháng cự đúng không nào? Cho đến khi nó bị phá vỡ thì lập tức nó trở thành đường hỗ trợ luôn. Hỗ trợ là gì? Comment lại đi. Hỗ trợ là gì? Chúng ta hãy nhớ lại nha. Hỗ trợ là gì? Comment đi một lần. Comment là một lần nhớ bài. Hỗ trợ giá chạm vào dội lên, chính xác. Thì bây giờ cái vùng mà nó chạm vào này thì đây chính là cái entry để chúng ta long. Entry buy đúng không? Entry buy là mua vào ấy. Long là mua lên. Đó, là mua lên. Thì đây chính là cái vùng entry buy của chúng ta. Được chưa nào? Và tiếp theo nha. Cái vùng mà chúng ta SL là ở cái khu vực nào? Chúng ta sẽ SL ngay ở cái khu vực bên dưới này. Đây. Đây là vùng chúng ta SL. SL ngay ở cái đáy trước đó mà nó tạo ra nha. SL ở cái đáy trước đó nó tạo ra với một cái lệnh. Thì đây là cái vùng mà chúng ta SL, là cái điểm cắt lỗ ấy. Nếu mà cái entry này của chúng ta bị sai đúng không, nếu bị rơi xuống đây ấy, thì có nghĩa là sao? Khu vực này nó chỉ là cái khu vực fail breakout thôi, là khu vực phá vỡ giả thôi. Thì coi như là chúng ta bỏ lệnh này đi, cắt lỗ. Được chưa nào? Và cái TP của chúng ta sẽ lấy cái TP này, cái hàng thứ ba này, chúng ta chọn cái Fibo thoái lui. Được chưa nào? Chúng ta đo từ trên đỉnh này, chúng ta nhớ này, chúng ta đo từ trên đỉnh sóng này, đo xuống dưới cái chân sóng, đáy chân sóng này, cái đáy mà nó tạo ra này. Và vùng mà chúng ta TP sẽ có hai điểm TP của chúng ta. Vùng TP đầu tiên đó chính là vùng 0.618, thì nó khớp chưa nào? Khớp rồi nha mọi người nha. Đó, đây khớp nha. Vùng thứ hai là vùng 0.786, đây là vùng này, cũng khớp luôn. Quá ngon lành cành đào luôn nha. Khớp cả hai TP nha. Đó. Thì có một cái entry buy ở đây và chúng ta khớp hai TP. TP đầu tiên ở đây, TP thứ hai ở đây.
Nhưng mà mọi người nhìn này, trong lúc mà nó đi đến TP ấy, thì nó không phải là nó đi một mạch một phát nó chạy đến thẳng TP luôn. Mà anh em có thể thấy này, chúng ta phải cho thời gian để làm sao nó chạy. Trong thời gian nó chạy đến TP là gì ạ? Nó vòng lên đây này, dọc xuống, về gần entry luôn, về đúng entry luôn. Đó. Thì ở khu vực này ấy, thì chắc chắn 100% ấy, là mọi người gì ạ? Chốt luôn. Chốt luôn, té luôn. Bởi vì nghĩ là còn xuống nữa, nhưng không, đây, nó lên này. Nó đạt đến TP1 nhá, nó lại xuống này. Nó bắt đầu nó mới đi lên, có nghĩa là trong quá trình ấy mà chúng ta vào lệnh ấy, từ A đến Z thì nó phải từ A nó phải đi đến B này, nó phải đi đến C này, nó phải đi đến D này, nó mới đi đến S này, nó mới đi đến cái vùng chốt lời của chúng ta. Nên là lệnh của chúng ta đã vào lệnh rồi ấy, thì chúng ta phải chờ đợi. Anh em nhớ không ạ? À? Kiên nhẫn và chờ đợi cho nó đi cho đúng cái lộ trình. Chứ chúng ta đừng làm gì ạ? Đừng có vội vàng. Chúng ta cũng đừng có. Chứ chúng ta không nên vội vàng. Bởi vì em biết là rất là nhiều người đã vào lệnh này rồi á, chỉ mong là gì ạ, nó chạy một phát đến TP luôn. Nhưng mà thị trường nó sẽ không như vậy đâu. Thị trường nó sẽ làm sao? Nó sẽ chạy theo ý của nó. Nó phải đi từ từ, nó phải đi chậm rãi, nó phải dần dần, nó phải có thời gian để nó chạy, đúng không nào? Giống như chúng ta tán gái ấy, thì cũng phải từ từ có thời gian để người ta làm sao, người ta làm quen với mình. Đầu tiên phải làm quen đã chứ, nhắn tin làm quen đúng không? Nhắn tin làm quen xong gì ạ? Đi cà phê, đi ăn, đi chơi, ABC, XYZ, xong bắt đầu mới biến tới nắm tay, rồi ôm hôn, rồi những cái chuyện đằng sau đó đã, đúng không? Thì cái thị trường này nó cũng y hệt như vậy luôn. Thì nó cũng phải từ từ vào lệnh rồi, muốn chạy đến TP thì cũng phải để cho tao nghỉ, tao đi từ cái chặng này đến chặng kia, thì tao phải đi từ từ đã. Chứ không phải vèo phát bắt tao đi thẳng lên đây là không được nhá. Nó bị đốt cháy giai đoạn, thì cái lệnh của chúng ta cũng giống như vậy. Nhớ, vào lệnh rồi, kiên nhẫn, chờ đợi. Mấy chuyện đằng sau đó, mấy chuyện đằng sau đó, ví dụ như là đám cưới chẳng hạn, đó, đúng không? Yêu rồi thì xác định đến hôn nhân, đúng không? Thì cưới xin, đấy, thì là những cái chuyện đằng sau đấy nữa. Có lý do được gì đến mức đến thì ai tán được. Tần gái 40 người à? Đó, thì em lấy ví dụ như vậy để cho mọi người cảm thấy nó sinh động hơn. Mọi người thấy là khi mình vào lệnh ấy, nó chưa chạy đến TP thì mình sẽ không kiểu vội vàng. Nếu không mà nó chưa chạy đến TP là đã quắn lên rồi. Có ông anh Phạm có vào một cái lệnh US30 đúng không? Nó non chốt lời đi đúng không? Nhưng mà cuối cùng nó đến ngày hôm sau nó vẫn chạy đến TP đây. Có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi thôi. Còn nếu mà chốt non thì thôi, yếu sinh lý thì không gồng được. Không gồng được thì phải chấp nhận. Được chưa nào? Đó. Đấy là cái quy luật hoán đổi kháng cự nhá. Bây giờ sẽ tìm đến cái quy luật hoán đổi hỗ trợ đây này. Thì ở đây nó có một cái vùng cho chúng ta nhìn thấy để lấy ví dụ cho anh em, chứng minh cho anh em luôn. Dễ cực kỳ. Đây, anh em thấy đây là cái gì đây ạ? Đây là xu hướng gì? Và đây là đường gì? Hãy comment đi nào. Đây là xu hướng gì và đường gì? Nhìn để cho chúng ta nhớ nha. Xu hướng và đường gì đấy ạ? Chính xác. Đó là xu hướng tăng và đường hỗ trợ nha. Và chúng ta có thể thấy này, khi mà chạy trong một xu hướng tăng như thế này này, và cuối cùng ở cái khu vực này nó đã bị vỡ xu hướng tăng. Nó đã bị vỡ xu hướng tăng ở đây này, anh em thấy không nào? Vỡ xu hướng tăng. Thì bây giờ chúng ta làm gì ạ? Chúng ta chờ thôi. Chờ gì ạ? Chờ nó test lại cái đường trendline này và chúng ta có một lệnh short hoặc là một lệnh sell xuống. Thì ở đây, đây chính là cái vùng entry sell, đúng không nào? Đây chính là vùng entry sell này. Entry sell này. Đó, hay còn gọi là entry short đấy. Là bán khống xuống đấy. Được chưa nào? Và chúng ta SL ở đâu? Chúng ta SL vẫn SL ở khu vực đỉnh trước đó mà nó tạo ra nha. Ừ, em nhớ này. SL khu vực đỉnh này. Cái đỉnh trước đó mà nó tạo ra, đây chính là cái khu vực ta nên SL cái lệnh này nha. Và TP thì chúng ta vẫn TP theo Fibo nha. Chúng ta sử dụng Fibo thoái lui. Chúng ta đo từ cái đáy này. Và
Và vùng TP đến đâu? Hãy comment lại nào. Vùng TP chốt lời ở cái khu vực nào? Comment lại nha. Em comment nào. Cho nhớ bài. Để lần sau không cần phải hỏi là chốt lời ở đâu nữa hả cô? SL ở đâu nữa hả cô? Chính xác, hai vùng TP chúng ta chốt lời là vùng 0.618. Cướp chưa? Cướp luôn đúng không nào? Cướp luôn vùng TP đúng không nào? Đó. Và vùng thứ hai đó là 0.786. Nhưng mà cái lệnh này thì thực sự là nó bị panic sell bị xả ấy. Sau khi mà chúng ta chốt xong này, vẫn bị xả xuống nữa này. Bị lỡ cái đoạn sau này hơi tiếc nhỉ, nhưng mà thôi không sao. Ăn cũng nhiều rồi. Ăn từ đây xuống đây rồi, ăn hết được cả cái phần thân rồi còn gì nữa. Để bỏ đầu với lại bỏ đuôi đi, thôi bỏ đi, đúng chưa? Thì chúng ta đã khớp được cái lệnh như thế này. Và anh em cũng có thể thấy này, ở từ entry này, nó chạy từ entry đến TP nó cũng phải có thời gian để nó chạy nhá. Chứ không phải một vèo phát một vòng mà nó chạy luôn đâu. Đó. Đây này, nó xuống ở đây này, nó lại dội quay ngược lại này. Mọi người có thể thấy ở khu vực này không? Anh em có thể thấy ở khu vực này không? Đây này, entry chúng ta ở đây rồi nhá, xuống đây rồi nhá, một cái cây đang vui lắm rồi này, đó, nó lại vòng lên này, đó, nó lại vòng lên này. Chúng ta nhìn ở H4 ấy, nhìn ở đây ấy, thì cảm thấy là à, bình thường lắm. Nhưng mà mọi người, khi mà mọi người vào lệnh ấy, xuống đây là mọi người thấy ngon ngon, lên đây mọi người cảm thấy sốt ruột rồi này, sốt ruột không? Sốt ruột lắm rồi, bởi vì về đúng entry của mình rồi mà, đúng không nào? Về entry rồi, giờ còn đang sốt ruột không biết là nó có vòng lên nữa không, không biết là có cán SL hay không. À, tâm lý lúc này là cái khúc tâm lý giao dịch dao động mệt mỏi vô cùng đây này, mệt mỏi vô cùng đây này, nó lại giật xuống này, giật xuống này, gần nó lại chưa thấy chạm TP, nó lại vòng đi lên này. Khi nó vòng đi lên như này, lại bảo không biết liệu nó có lên đến entry hay không, hay là nó lại cắn SL đúng không, nó lại vòng xuống, nó lại vòng lên này. Đó có nghĩa là trong cái giao dịch ấy thì công việc chúng ta vào lệnh là gì, chúng ta vào lệnh rồi ấy, thì hãy đợi thị trường chạy, ngồi chờ kiên nhẫn, đó, không cần làm gì cả. Pha trà đi, uống, đi chơi, đưa vợ, đưa con, đưa người yêu đi chơi. Thì cà phê, cà pháo, thế bao giờ khớp TP thì khớp, bao giờ khớp SL thì thôi. Đó, chúng ta chơi kiểu là xanh chín như thế, thì kiểu tâm trạng chúng ta mới thoải mái, chúng ta mới có thể làm được việc, cả công việc xung quanh bên ngoài nữa. Còn nếu mà tâm trí chúng ta mà dồn 100% cứ 5 phút mở chat ra một lần ấy, thì thực sự là chúng ta không thể làm được thêm bất kỳ một cái công việc gì bên ngoài nữa đâu. Chốt non 0.5. Đúng rồi, có rất là nhiều anh em theo kiểu chốt non ấy. Chốt non xong nó vẫn còn chạy nhá. Chốt non xong nó vẫn còn chạy thì lại tiếc. Đó. Chốt non xong mà nó chạy thì tiếc lắm. Tiếc ơi là tiếc. Nên là tránh cái trường hợp mà kiểu chốt non xong tiếc ấy. Thì chốt non xong tiếc ấy, thì hãy tập là chúng ta gồng lời, đừng gồng lỗ. Hãy gồng lời, không nên gồng lỗ nha. Đó. Đừng gồng lỗ là được. Tập gồng lời lên. Cái sai lầm lớn nhất trong cái cuộc đời của chúng ta là gì? Chúng ta gồng lỗ rất là giỏi và chúng ta gồng lãi cực kỳ kém. Và chính những cái nhà tạo lập thị trường, chúng nó nắm bắt được cái tâm lý, thành ra là người chơi sẽ luôn thua và người thắng thì luôn là các market maker, các nhà tạo lập thị trường là người thắng, còn người chơi với nhau thì luôn thua. 90-95% những người giao dịch trong thị trường này sử dụng đòn bẩy đều thua. Bởi vì sao? Chỉ vì là lỗ gồng rất giỏi và lãi thì chẳng gồng được bao nhiêu. Tỷ lệ như ở lỗ thì có thể gồng lên khoảng mấy trăm phần trăm, nhưng mà lãi được mấy chục phần trăm là phải chốt rồi. Nhưng mà nếu mà chia ra như thế thì hơi vỡ mồm đúng không nào? Bây giờ lỗ lên mấy trăm phần trăm, ví dụ như lỗ 100% nhưng mà lãi cái khoảng 30% là phải chốt rồi. Thì tính ra chúng ta phải có được khoảng 4 lệnh lãi và có một lệnh lỗ. 4 lệnh lãi, một lệnh lỗ thì chúng ta mới tổng, chúng ta mới win được. Còn nếu không tính ra là chúng ta vẫn bị thua, thua thị trường đó. Có ai slot được sàn bay mình không? Chị không biết. Bởi vì
chị đang lãi. Nhìn giá ở TradingView thì chị thấy chị đang lãi, vì thế nên là chị không quan tâm là có loát được hay không, bởi vì vẫn đang lãi. Đó. À, giống y hệt như này, cái vùng này này, 31.555 xxx này này. Rất nhiều người bảo sập đấy, và rất nhiều người chốt đi, và cuối cùng nếu mà nó lên đến TP thì mọi người ngồi, mọi người khóc, đúng không nào? À, chúng ta chơi này, chúng ta quan trọng là chúng ta biết chờ đợi. Nó biết chờ đợi. Giống như mọi người yêu nhau ấy, mọi người phải biết chờ nhau chứ, tin tưởng vào người yêu chứ, đúng không? Chúng ta vào lệnh rồi, chúng ta phải tin tưởng vào thị trường, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào chính những cái lệnh giao dịch của chúng ta thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền. Giống như chúng ta yêu vợ, yêu chồng chúng ta thế thôi. Chúng ta phải có niềm tin nhá. Chứ bây giờ vợ với chồng mình đi làm mà cứ nghĩ đi với lại dai, với đi với gái thì có chết à? Không có tin tưởng, không có niềm tin thế thì sẽ không bao giờ tồn tại được lâu đâu. Sẽ sớm mà chia tay với sớm ly hôn thôi. Thị trường này mà không tin tưởng vào bản thân mình, không tin tưởng vào những cái lệnh mà mình vào ấy, thì sớm chỉ có cắt lỗ thôi và chỉ còn cái nịt thôi. Cô ơi, anh mới 16 cứ yêu đơn thương rồi. 16 thì yêu được rồi đấy. Đó nha. Nên là anh em chơi bời thì anh em cũng phải chờ lệnh nha. Và những cái lệnh mà chúng ta nên chờ ấy là chính là những cái lệnh dài, ví dụ như H4 này. H4 là những cái lệnh dài ấy, thì chúng ta nên chờ những cái lệnh như vậy. Chờ những lệnh như vậy để chúng ta chơi. Mọi người ơi, limit đi. Limit một cái lệnh để xem S30 ở vùng, để đợi em một chút, em xem nó ở vùng bao nhiêu thì đẹp. Ba bốn chín chín mươi gì đấy, làm một cái lệnh limit ở vùng 349-90 đi. Hoặc là 349-90 hoặc là 3500 gì đấy. Đó, nó có một cái cây nến xả như thế này thì nhiều lát nữa nó có test lại thì nó sẽ test lại ở cái khu vực kháng cự hỗ trợ khu vực này. Đó. Mình sẽ để 349-86 đi cho nó phong thủy. Đợi em một chút nha, em vào một cái lệnh limit đã cho nó phong thủy nó đẹp. Ồ, con vàng bị xả rồi. Với cái lệnh này nhá, để xem cái lệnh vàng nào. Con vàng vừa mới rời SL phát, nó rớt luôn, dã man luôn, bị xả luôn. Xem con vàng có cái entry đẹp không. Bát dao rơi tí không? Có ai bắt dao rơi tí không? Có ai bắt dao rơi vàng tí không? Đi bé nhá. Con vàng đang hỗ trợ bất biến đấy. Tận dụng bắt dao rơi tí không? Đây này anh em này, vàng đang hỗ trợ bất biến này. Còn nếu mà ai mà an toàn ấy thì đợi. Ai mà đánh an toàn ấy thì đợi nhá. Còn nếu không thì nhảy vào bắt nó một ít này. Vàng vùng này có hỗ trợ bất biến này. Và cái vùng bên dưới, cái khu vực mà 19, 179 mấy này này,
1790 đến 1795 ấy, cũng có một vùng hỗ trợ. Đó, vàng có hai vùng hỗ trợ đó. Quan sát nha. Nếu mà thủng cái khu vực 1810 này thì vàng nó sẽ lại chạy ở trong cái biên độ này. Còn nếu không thì nó sẽ lại test lên ấy. Mà tuy nhiên em thấy là cái khả năng thủng nó cao hơn. Và quan sát nha, xem có bị vỡ cái khu vực 1810 không nhá. Nếu vỡ 1810 thì đây nó sẽ lại chạy trong cái biên này. Đấy là với con vàng. Em có một cái lệnh vàng em vẫn đang nuôi, chưa bán. Cái lệnh này em mua ở giá 1768. Đây, cái khu vực mà lần trước nó về ấy, đây này, chính cái vùng đáy mà lần trước nó về này. Đó. Thì em cũng có báo với anh em là lệnh này em hold. Và em hold cái lệnh này thì đến bao giờ em mới bán? Có nhiều người hỏi là đến bao giờ mới bán đúng không? Thì thực sự là em vẫn chưa đợi đến, chưa đạt đến TP của em vẫn chưa bán. Cái TP của em ít nhất là nó phải lên đến khu vực, nó phải lên đến cái khu vực 1840 mới bán. Đó là TP1 nhá. TP2 nó sẽ là khu vực 1869-68. Hai vùng này mới bán. Lát nữa sẽ show lại cái lệnh đấy cho mọi người xem. Là cái vùng này này, mua ở đây khá là lâu rồi. Và cái phí qua đêm cũng đắt phết rồi. Vẫn chưa bán bởi vì chưa đạt TP ấy. Và em mua ở cái khu vực này xem là nó đã được bao nhiêu ngày rồi này. Cái vùng mà em mua ở đây, nó rơi vào ngày 17 tháng 6. Và ngày hôm nay đó là ngày 16 tháng 7. Gần 1 tháng rồi. Nuôi cái lệnh vàng này gần 1 tháng rồi, chưa bán. Đó, nên có nghĩa là để đi từ A đến B. Đi từ A đến B thì chúng ta coi như gọi là cái khu vực entry của chúng ta là từ A đúng không nào. Còn cái khu vực mà TP của chúng ta là đây là Z này. Đó, để đi được từ A đến Z thì trong cái quá trình đi của nó ấy, nó phải trải qua rất là nhiều sóng gió, rất là nhiều chông gai thì nó mới đi được, chứ không phải một phát là nó đi được. Em có một lệnh vàng em đang giữ như thế. Nếu như anh em nào mà cảm thấy là cái phương pháp giao dịch này của em mà ok thì mọi người có thể kết hợp, có thể sử dụng chính cái phương pháp này mọi người giao dịch. Cái giao dịch này thì mọi người cần phải kiên nhẫn, không kiên nhẫn thì không giao dịch được đâu. Ai kiên nhẫn ấy thì giao dịch được, còn ai mà mang tâm lý kiểu là ăn sủi ấy, ăn nhanh ăn ngắn ấy thì sẽ không giao dịch được theo cái phương pháp này của em đâu. Ăn sủi ăn ngắn thì nên giao dịch theo phương pháp của bạn sói. Ok, cái quy luật hoán đổi kháng cự hỗ trợ là chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Vỡ cái đường kháng cự thì chúng ta tìm điểm entry long, NL và TP đã dạy rồi. Vỡ hỗ trợ thì chúng ta tìm điểm chúng ta short, NL, TP thì cũng đã dạy rồi, không cần phải hỏi thêm gì nữa đúng không nào? Đây, xác định đảo chiều xu hướng với trendline, đảo chiều từ tăng sang giảm và đảo chiều từ giảm sang tăng thì chúng ta biết rồi mà. Cứ phá vỡ cái hỗ trợ thì là tăng xuống giảm, còn phá vỡ kháng cự thì giảm nó sẽ biến thành tăng hoặc là sideways tùy nhá, chứ không nhất thiết là nó sẽ phải làm sao, nó sẽ phải sang một cái xu hướng khác. Nó còn cái xu hướng thứ ba nữa đấy là sideways. Quá trình build up thì đã hướng dẫn rất là kỹ càng rồi, đó chính là những cái hộp đó, những cái hộp thần thánh này này, thì cái hộp này mà phá xuống thì short này, những cái hộp mà phá lên thì chúng ta long lên. Bài tập về nhà mọi người chưa làm cho em gửi cho em đâu nhá, lần này mọi người mà không làm mà không gửi ấy thì thứ hai tuần sau thì sẽ không dạy lý thuyết đâu. Thứ bảy chủ nhật nhớ làm bài tập nha. Đầu tiên là vẽ canh giá này, biểu diễn các 22, 2 low này, lower high này, lower low này, xác định cái điểm breakout này, kẻ tất cả các kháng cự và hỗ trợ trên khung D, mà D thì không được đẹp lắm thì thôi ở trên H4 đi cho nó nhiều nha. Kẻ tất cả các kháng cự hỗ trợ trên H4 này, biểu diễn các build up này. Và chúc cho anh chị em hoàn thành tốt những cái bài tập được giao nha. Và nhớ lát nữa em sẽ lập một cái topic ở trên nhóm mà chúng ta làm bài tập, chúng ta sẽ gửi lên đấy nhé. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Quá muộn rồi, 10 giờ mất rồi. Bye bye, tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon. Tạm biệt. Đi.